Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Con gái Phi Nhung bứt rứt khi một thời gian không đến thắp hương cho mẹ. Cô đã cùng chồng và hai con đến chùa để thắp hương và tụng kinh cho mẹ. Mới đây, trên kênh YouTube của mình và mẹ, con gái Phi Nhung đã chia sẻ hình ảnh gây xúc động với công chúng. Cô đã cùng chồng và hai con đến chùa để thắp hương và tụng kinh cho mẹ. Vừa qua, cô đã có chuyến du lịch nghỉ dưỡng và thư giãn mừng lễ tạ ơn tại Mỹ, cũng không đến thăm mẹ khiến cô bứt rứt không yên. Cháu ngoại đầu của cô ca sĩ là bé Nathan rất hiểu chuyện khi phụ người lớn thắp hương và khấn vái trước bàn thờ của người bà mình. Trước đó không lâu, gia đình tại Mỹ và Việt Nam đã tổ chức lễ trùng thất, cùng bùn 9 ngày chu đáo cho cô ca sĩ Phi Nhung. Trong lễ thất cuối cùng, quên đi rơi nước mắt, đọc tâm thư gửi mẹ. Mẹ ra đi thanh thản mẹ nhẹ, con hứa sẽ làm những gì mẹ dặn, con sẽ chăm sóc tốt cho hai cháu và cho bé học tiếng Việt. Con sẽ làm từ thiện và chăm sóc cho các con của mẹ ở Việt Nam. Con sẽ kêu gọi xây dựng lớp Việt ngữ để mọi người ghi nhớ về cuộc đời mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Wendy Phạm cũng có buổi live stream trên fanpage của mẹ để lại. Wendy chia sẻ nội dung những lá thư của khán giả, người yêu thương Phi Nhung gửi đến cho mình. Cô tiết lộ lý do không khóc quá nhiều. Chỉ khóc vài phút khi mẹ mất. Vì lúc sinh thời, Phi Nhung không muốn thấy con gái yếu đuối. Ban ngày bận đi đây đi đó, rồi lo cho mấy đứa bé, đi chùa thì không có khóc. Nhưng tối đến, khi ngủ, lên Facebook xem hình mẹ là chảy nước mắt. Wendy cứ hỏi mẹ tại sao, phải sự thật hay không, đêm càng thêm dài. Hồi mẹ mất, Wendy khóc có mấy phút thôi à, ban ngày, miễn làm gì thì làm, không khóc. Ban đêm khóc như khóc sơ sơ một chút thôi. Vì mỗi lần Wendy khóc là mẹ la, cười lên nên nước mắt cứ ào ào mà vẫn phải cười về mẹ mới chịu. Mẹ không thích khóc, mẹ dạy phải mạnh mẽ, con gái hay trai đều phải mạnh mẽ lên chứ không được khóc để mẹ ra đi thanh thản, Wendy chia sẻ. Wendy cho biết sở dĩ cô thường xuyên live stream sau khi mẹ qua đời vì muốn fan, khán giả vơi bớt nỗi nhớ nữ ca sĩ. Lý do con lên live stream nhiều là không phải cho con, tại con thấy ai cũng nói nhớ mẹ. Bây giờ 50% của mẹ là con rồi, nên con lên nói chuyện với mọi người để cho fan, các cô chú đỡ nhớ mẹ một chút. Con không muốn ai buồn, vì mẹ nên con hay đến đây để nói chuyện. Cảm ơn mọi người, Wendy tâm sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.